chạy cái anh ông bên đó rất là đẹp, có gọi về cho Tiên bảo là có thể là cuối năm nay thì nếu mà được thì sẽ đặt hàng chiếc anh ông về cho Tiên. Thì mình cũng nôn, thế là lên mạng xem thì đúng là chiếc anh ông rất là đẹp, và cũng vô tình là lúc đó thì anh Trung có mang chiếc anh ông thử nghiệm nó về, mình đến thấy đẹp quá nên là mà thực ra lúc đó là bản thân Tiên cũng lựa chọn giữa một chiếc này và một chiếc Audi. Thì có đến xem này rồi, và sau khi đến xem chiếc Audi này thì quyết định là năn nỉ anh Vinh thôi, anh Trung thôi để lại đi Tiên. Cho nên là cái duyên với Audi thì cũng xuất phát từ anh Vinh. Xin trả lời câu hỏi của chị là thật sự là năm 2019 em có đi chiếc Mercedes. Lúc đấy thì sau khi em chấn thương của em là không còn cái chiếc đó nữa. Và từ năm 2010 và đến 2011 và năm 2012 thì đến bây giờ thì em đã làm việc cho Audi, và chắc chắn bây giờ em sẽ đi chiếc Audi, không phải là Mercedes.